Ngày 28 tháng 4, Chi bộ Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật Bộ Tư pháp đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Kim Tinh cùng đại diện các chi bộ, đảng bộ, cơ sở thuộc Đảng bộ Tư pháp và toàn thể đảng viên của Chi cục. Theo báo cáo tại đại hội, Chi bộ Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật có 26 đảng viên với 2 đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bộ Tư pháp. Từ năm 2015 đến nay, chi bộ đã liên tục đạt danh hiệu tập thể trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2016 đạt danh hiệu tập thể trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Năm 2017-2019 đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm có 100% đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. So với các tiêu chí đại hội nhiệm kỳ năm 2015-2020 đề ra cho thấy 100% các chỉ tiêu đã hoàn thành. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh khẳng định, chi bộ đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết nội bộ và điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng. Đồng thời, đánh giá cao các kết quả chi bộ Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Nguyễn Kim Tinh nhấn mạnh, Đại hội chi bộ Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật đã được Đảng ủy Bộ Tư pháp chọn để chỉ đạo điểm trong 15 chi bộ cơ sở của Đảng ủy Bộ Tư pháp. Do vậy, đồng chí mong muốn các đảng viên sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức dân chủ, sáng suốt bầu ra chi ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới chất lượng, đảm bảo việc thực hiện chủ trương nhất thể hóa. Tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới năm 2020-2025, chi bộ sẽ tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục những hạn chế để góp phần tạo nên những thành công chung của bộ, ngành tư pháp. Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, đại hội đã bầu ra ban chấp hành chi ủy nhiệm kỳ mới gồm 5 đồng chí. Đồng chí Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng, Bí thư chi bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hòe, Phó Cục trưởng, Phó Bí thư chi bộ. 3 chi ủy viên gồm đồng chí Trần Thanh Loan, đồng chí Nguyễn Duy Thắng và đồng chí Vũ Hồng Thắng.